Xin chào toàn thể tất cả các anh em. Hôm nay bên shop lại tiếp tục giới thiệu cho anh em và các bác đam mê BCB trên mọi miền Tổ quốc một cái mẫu kính ngắm mili Teagle thông số 1.2-10. Cái này thông số 1.2 các bác nhé. Đây, 1.2-6 x 24 IR các bạn. Đấy. Cái con này thì là mẫu mới 2022, phiên bản màu đen cực kỳ đẹp. Và giới thiệu chi tiết cho các bác về hai mẫu van Cricket, một loại màu là hộp rút, một loại là hộp mở các bác nhé. Đấy. Giá van Cricket hộp mở thì bây giờ giá đã giảm các bác nhé. Hộp rút cũng đã giảm đấy. Các bác mua vào thời điểm hiện tại giá cực kỳ là hợp lý so với thời điểm 1-2 tháng trước. Đấy. Thì không phải để các bác chờ đợi lâu, em sẽ giới thiệu qua về cái mẫu van, chi tiết báo giá, cách thức mua bán hàng các bác nhé. Đấy. Đây, đầu tiên em sẽ giới thiệu cho anh em đây là mẫu van Cricket hộp mở các bác nhé. Hàng Hoben, công ty thương hiệu chính hãng nhé. Đấy. Đây là một chiếc van em đã mở hộp ra. Đây em mở cho các bác xem ở bên trong nó sẽ có những cái phụ kiện gì. Đây cái van em vừa bỏ ra trước nhé. Ở trong nó sẽ có thẻ giấy các thứ các bác nhé. Đây, thẻ bảo hành nhé của nhà sản xuất chính hãng. Đấy. Tiếp theo nó sẽ có một cái túi găng sim và bon nhựa cho các bác thay sửa. Đây là một lọ dầu các bác nhé. Đây là một lọ mỡ đấy. Còn cái van, đây là van Cricket hộp mở các bác nhé. Đây cốc test áp phiên bản rồng các bạn đấy. Cái này thì là các bác dùng khá là hợp lý đấy. Đây là hàng loại một chuẩn chỉ nhé. Hiện tại đang được bên em bán với giá công khai là giá 1 triệu các bác nhé. Đấy, hàng loại 1. Còn hàng loại 2 thì 8-900, nhưng em không bán hàng loại 2, chỉ bán hàng loại 1. Đây, nó sẽ có chữ US No BK 5657 các bác nhé. Đấy, Cricket R nhỏ ở đây. Đây là phiên bản đặc biệt đấy. Cái này thì là đồng hồ hơi, đồng hồ áp thì là sẽ sơn màu nâu các bác nhé. Đấy. Cái này thì là 100% là inox các bác nhé. Đây đã được sơn đen. Đấy, rất là đẹp. Con này thì van xả, các bác lưu ý van xả ở trong sẽ có 3 lỗ xả cho các bác nhé. Đấy. Con này hồi hơi, hồi áp cực kỳ là nhanh. Các bác dùng thì yên tâm, không bao giờ có hiện tượng tràn hơi, tràn áp các bác nhé. Đấy. Hiện tại giá của con này đang được bên em bán với giá công khai là 1 triệu. Van Cricket hộp mở các bác nhé. Đấy. Các bác nào mua van thì gọi điện trực tiếp đến 3 đầu số kia của shop nhé. Các bác mua van bên em không phải cọc cạch, các bác nhận hàng trả tiền các bác nhé. Đấy. Đối với cái van hộp mở này cho các bác xem hàng, các bác kiểm tra hàng, hàng đúng như mô tả, đúng chất lượng thì các bác nhận hàng cho em nhé. Đấy, hàng Cricket hộp mở đấy, em nói luôn phương thức giao dịch nhé. Các bác không phải cọc cạch, nhận hàng, kiểm tra hàng, ok trả tiền nhé. Đấy, đây là van Cricket hộp mở. Giá của nó là 1 triệu các bác nhé. Đấy, bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà cho anh em. Anh em mua bán ở bên em thì rất chi là thoải mái các bác nhé. Các bác yên tâm. Giá con Cricket hộp mở 1 triệu. Tiếp theo giới thiệu cho anh em đây là van Cricket hộp rút nhé. Đấy thì những phụ kiện thì nó cũng y hệt như con hộp mở thì em cũng không nói qua nữa. Đây em nói chi tiết về mẫu van Cricket hộp rút và báo giá. Đấy. Con van Cricket hộp rút này thì các bác nhìn nhé, nó sẽ có chữ USA 22052735. Đấy, cái này là hàng xuất châu Âu các bác nhá. Hàng xuất châu Âu nhập về Việt Nam. Đây là Cricket này. Cái này nó sẽ có chữ khắc chìm ở đây các bác nhé. Đấy. Còn cái loại hộp mở này thì nó chỉ có phun sơn thôi các bác. Đấy, nó có phun sơn, các bác sờ nó nhẵn. Đấy. Con này các bác sờ là nó sẽ có gợn sóng nhé. Gợn sóng kiểu sần đấy. 4 lỗ xả cực kỳ là đẹp các bác nhé. Đấy, xả ra khá là đều. Con này thì các bác dùng nó bền bỉ theo thời gian, cái nhất. Cái thứ hai là nó không có hiện tượng tràn hơi, tràn áp các bác nhé. Đấy. Con này giá báo giá công khai cho các bác và phương thức giao dịch nhé. Con Cricket hộp rút này thì giá 1.900.000 các bác nhé. 1.900.000 đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà cho anh em 63 tỉnh thành trên mọi miền Tổ quốc nhé. Đối với cái mẫu hộp mở này thì các bác giao dịch thì các bác nhận hàng trả tiền nhé. Cái hộp rút này các bác nhận hàng trả tiền, giá công khai là 1.900.000, các bác không phải cọc cạch một đồng nào. Cái này thì em gửi đi cho các bác thì là không đồng kiểm các bác. Đấy, mẫu hộp rút thì không cho các bác đồng kiểm, còn hộp mở cho các bác kiểm tra hàng thoải mái. Đấy, em cũng nói trước để các bác giao dịch hoặc gọi điện thì mình sẽ vào việc nó không bị bỡ ngỡ. Đấy, vì cái hộp rút này thì em không muốn cho các bác kiểm tra hàng thì nó cũng có lý do. Đấy, em không tiện nói ra ở đây. Còn các bác mua bán hàng ở bên em, các bác cứ yên tâm một điều là các bác đặt hàng nào em gửi đi cho các bác hàng đấy nhé. Khi các bác nhận hàng về, các bác bóc ra, các bác quay video từ đầu đến cuối cho em nhé. để có vấn đề gì các bác gửi lại video đấy của shop để làm cho shop để làm căn cứ đấy. Tiếp theo thì sẽ giới thiệu đến anh em về một mẫu kính nữa, Teagle mini 1.2-6x24 IR các bác nhé. Đấy, con này chống rung, chống giật, chống nhảy tâm. Đây, có ốc định tâm, các bác nhìn thấy chưa? Ốc định tâm khá là xịn sò. Teagle các bác nhé. Đấy, Teagle một thương hiệu khá là nổi tiếng. Đây, Teagle các bác. Con này thì có đèn hồng tâm này. Đấy, có đèn hồng tâm. Con này thì các bác lên nhìn tâm kính cực kỳ là nét và chuẩn luôn các bạn. Đấy, không thể chê vào đâu được. Đây, em sẽ cố gắng soi cho các bác lấy cái tấm hình nét nhất cho mình. Nói thì nó cũng không được hay lắm, nhưng quan trọng là mình nhìn vào cái sản phẩm, đúng không các bác? Đấy, các bác nhìn tâm đẹp chưa? Quá đẹp cho một cuộc tình, đúng không? Đấy, các bác quan sát tâm rất là đẹp nhé. Đấy, tâm này khỏi phải chê nhé. Đấy, các bác nhìn gần nó không có hiện tượng mờ và nhòe đâu các bác nhé. Đấy, đấy, các bác nhìn tâm đẹp chưa? Đấy, đây các bác đang nhìn thực tế đây nhé, đang nhìn thực tế tâm của con Teagle mini nhé. Các bác mà lấy về các bác nhìn trực tiếp bằng mắt thường của bác còn đẹp hơn, đẹp gấp vạn lần như thế này các bác. Đấy, vì em quay qua cái điện thoại thì là nó không thể chuẩn chỉ bằng cái mắt thường của mình nhìn được các bác. Đấy, điện thoại nó vẫn thể nhìn nó không thực tế và chân thực bằng mắt thường. Con này các bác soi ở ngoài cực kỳ trong và nét nhé. Đấy, chống rung, chống giật, chống nhảy tâm. Đây, cái này có đèn hồng tâm các bác nhé. Đấy, có đèn hồng tâm. Đấy, ví dụ các bác muốn dùng tia xanh, các bác bắn ban ngày thì có vạn tia xanh nhé, ban đêm thì có vạn tia đỏ. Đấy, rất chi là tiện cho các bác. Đấy, đây em soi cho các bác xem này. Đấy, đèn hồng tâm tia xanh đây các bác nhé. Đấy, các bác xem chuẩn chưa, nùa chưa, tia xanh nhé. Em chỉnh sang tia đỏ cho các bác nhé. Đấy, tia đỏ đây các bác nhé. Đấy, các bác quan sát tia đỏ. Đấy, khá là đẹp. Em báo giá công khai cho các bác con này luôn nhé. Con này là giá 1.800.000 đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà cho anh em nhé. Các bác nào mua các bác chỉ cần gọi điện bảo em ơi bán cho anh một cái con kính Teagle mini nhé, giá 1.800.000. Đây là hàng loại 1 các bác nhé. Đấy, tâm rất chi là đẹp, còn cái hàng loại 2 loại rẻ tiền em không bán. Thông số nó cũng như này nhưng mà hàng loại 2 nó rẻ hơn. Các bác dùng nó không được bền bỉ theo thời gian nhé, đâm ra em không bán loại đấy. Thì một cái video rất chi là ngắn thôi. Em xin kết thúc video tại đây. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong video sau. Cảm ơn các bác đã theo dõi video.